Ok, hello, xin chào toàn thể anh chị. Chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock. Tôi là Nhất Ichimoku. Hiện tại tôi đang là trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VBS. Như thường lệ thì em Nhất giao lưu với anh chị sau phiên giao dịch để tổng kết về diễn biến của thị trường. Thì phiên ngày hôm nay thì cũng như chia sẻ anh chị ở trên live stream, ngày hôm nay buổi chiều thì máy nó lại sập, lại không giao lưu với anh chị vào phiên chiều được. Đó. Cũng như là cuối phiên chiều thì bắt đầu mới sửa cái máy tính, cho nên là Nhất cũng cố gắng trong một cái phiên tương đối quan trọng như này vẫn lên làm một cái video để chia sẻ cho anh chị, thay vì bình thường là chúng ta live stream với nhau, đúng không? Thì hôm nay Nhất làm một cái video để chia sẻ cho anh chị góc nhìn của thị trường ở trong giai đoạn hiện tại, để anh chị có thể là hành động trong giai đoạn tới với diễn biến thị trường nó như thế nào anh chị nhé. Anh chị theo dõi live stream thì nhớ giúp em Nhất một like và thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới phần bình luận nhé, để khích lệ tinh thần em Nhất cũng như là giúp cho kênh anh chị nhé. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn anh chị đã like và thả tim anh chị nhé. Chúng ta sẽ đến với diễn biến thị trường trong cái buổi ngày hôm nay. Như vậy thì kết phiên sau cái nhịp lình xình rung lắc tích lũy vào đầu phiên, kết phiên VN-Index đóng cửa 1125.3, giảm 12,9 điểm, tương đương với 1,14%, với 84 mã tăng, 361 mã giảm và 35 mã tham chiếu, thanh khoản là 15,8 nghìn tỷ. Dậy phiên ngày hôm nay là cái nhịp lình xình rung lắc đầu phiên, áp lực bán và cuối phiên là tương đối là mạnh. Cái số lượng mã giảm áp đảo so với mã tăng trong phiên ngày hôm nay, nhưng mà thanh khoản thì chưa phải là lớn lắm, đúng không? Thanh khoản cũng tương đối là trung bình trong những cái nhịp mà trên đà bật tăng trong kênh trung hạn ở thời điểm hiện tại đúng không? VN30 đóng cửa 1125.2, giảm 15,8 điểm, tương đương với 1,39%, với 2 mã tăng, 28 mã giảm, 0 mã tham chiếu, là thanh khoản là 5,6 nghìn tỷ. Hà Nội Index đóng cửa giảm 2,7 điểm, tương đương với 1,2%, thanh khoản là 1,5 nghìn tỷ. Upcom đóng cửa giảm 0,35 điểm, tương đương với 0,41%, thanh khoản là 666 tỷ. Như vậy tổng thanh khoản trên tất cả các sàn phiên ngày nay đạt là 19,8 nghìn tỷ. Với một cái phiên đâu đó có cái sự điều chỉnh giảm, áp lực bán đồng đều từ tất cả các cái nhóm ngành ở trong cái phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó. Như vậy thì phiên ngày nay với thanh khoản này là tầm khoảng trung bình của 20 phiên gần nhất thôi, ngang cái tầm khoảng trung bình. Như vậy thì phiên ngày nay chúng ta không thấy chứng kiến một cái sự áp đảo đối với đà bán tháo của nhóm ngành nào cả, nhưng có cái sự giảm đồng đều cũng như áp lực bán đồng đều từ nhiều các nhóm ngành cổ phiếu trụ ở trong giai đoạn hiện tại, như nhóm ngành ngân hàng này khiến cho VN-Index giảm 3,3 điểm, bất động sản khiến cho VN-Index giảm 2,1 điểm, dịch vụ tài chính chứng khoán là khiến cho VN-Index giảm 1,9 điểm, kim loại, thép là khiến cho VN-Index giảm 1,3 điểm, hóa chất là 0,69 điểm, xây dựng vật liệu là 0,68 điểm, bán lẻ là 0,68 điểm, dầu khí cũng giảm nhẹ 0,59 điểm, điện, du lịch, giải trí và lan tỏa đến các nhóm ngành khác. Phiên ngày hôm nay có duy nhất là nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đâu đó là bật tăng xanh nhẹ giúp cho VN-Index là 0,61 điểm thôi. Đó, phần lớn là đến từ cổ phiếu Vinamilk, đúng không? Vinamilk phiên ngày hôm nay giúp cho VN-Index là tăng 0,67 điểm. Cũng như là lực đỡ của nhóm ngành ngân hàng thì có Vietcombank là gần 1 điểm, đúng không ạ? Rồi quay trở lại đối với diễn biến của thị trường ở trong giai đoạn này thì cái nhịp bán không quá lớn, từ tập trung từ một đến vài nhóm ngành cổ phiếu trụ là đó, đúng không ạ? Nhưng ngân hàng hôm nay cũng giảm nhẹ thôi, 3,3 điểm. Bất động sản là 2,1 điểm. Đó, cũng như là các cái nhóm ngành khác cũng vậy. Cho thấy chúng ta thấy rằng là không có sự bán tháo của bất kỳ cái nhóm ngành nào cả. Đó, đó là yếu tố tích cực cho câu chuyện là cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn. Đó, sau cái đà bật tăng tầm khoảng 2 tháng vừa qua. Đó, thì phiên ngày hôm nay là bước vào cái nhịp đâu đó là có nguy cơ điều chỉnh tích lũy trở lại trong ngắn hạn. Như vậy thì những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn như này nó có đáng lo ngại về vị thế trong trung dài hạn hay không? Đó. Hay là những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn này cơ hội và rủi ro nó như thế nào thì chúng ta cùng nhau phân tích ở trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Rồi, như vậy thì trước mắt thì nhìn vào những cái khung đồ thị trung dài hạn để chúng ta lấy những cái vị thế trong ngắn hạn trong giai đoạn tới anh chị nhé. Như vậy thì đối với VN-Index về cơ hội tạo đáy tầm khoảng 7 đến 8 tháng vừa qua thì Nhất chia sẻ anh chị là tương đối nhiều rồi. Đặc biệt là trên cái đà điều chỉnh của năm 2022 vào quý 4 của năm 2022, đúng không ạ? Nó điều chỉnh về quanh cái vùng hỗ trợ mạnh là 880-900.
Đây là vùng mà Nhất chia sẻ anh chị tầm khoảng 7 đến 8 tháng vừa qua. Đây là vùng khả năng VN-Index sẽ chững lại đà giảm và là cái vùng khả năng thấp nhất năm 2023, khả năng tạo đáy và một nhịp sóng hồi đối với VN-Index quanh cái vùng 880, đó, 900. Đó, như vậy thì kết thúc cái quý 4 của năm 2022 rút chân bật hồi và tiếp tục là quý 1, quý 2 của năm 2023 trên đà bật tăng, đúng không? Đó, như vậy thì những cái nhịp mà điều chỉnh về quanh cái vùng hỗ trợ bắt đầu phân bổ tỷ trọng 40% tỷ trọng quanh nhịp này. Đó, và đến thời điểm hiện tại như vậy, rút chân cây nến tháng 11 và tiếp đến là 2, 4, 6, 7, 7 tháng liên tiếp trên đà hồi phục chủ đạo đối với VN-Index. Đó. Như vậy thì trên một cái nhịp giảm tương đối yếu ở trong khung chung dài hạn đối với VN-Index ở trong chung dài hạn và xuất hiện những cái vùng cân bằng quanh cái vùng 1200 đối với VN-Index ở trong khung chung dài hạn. Đó. Như vậy thì Tenkan Kijun đang trên một nhịp giảm nhưng mà giảm yếu. Đó, như vậy thì nó đang có cơ hội giữ được cái vị thế trên đà hồi phục hướng về quanh cái vùng 1200 trong chung dài hạn. Đó. Như vậy thì củng cố tinh thần anh chị xuyên suốt trong vòng 7 đến 8 tháng vừa qua, đó là cơ hội bắt đáy ở trong chung dài hạn, thì vị thế thời điểm hiện tại nhìn vào khung đồ thị trong dài hạn vẫn tương đối sáng cho cơ hội tạo đáy và tiếp tục lình xình tích lũy đi lên hướng lên quanh cái vùng 1200 trong chung dài hạn vẫn tương đối đặc sáng. Cái kịch bản này củng cố tinh thần cho anh chị xuyên suốt trong vòng 7 đến 8 tháng vừa qua, đúng không anh chị? Như vậy thì nó đang trên đà hồi phục chủ đạo thì càng những nhịp rung lắc hoảng loạn như tháng 12 năm 2022, tháng 2 năm 2023, tháng 3, tháng 4 năm 2023, càng những nhịp rung lắc điều chỉnh như này, anh chị nhập sẽ có vị thế tương đối thuận lợi trong ngắn hạn, cả trong vị thế trong chung dài hạn và có những cái vùng kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đó. Như vậy thì Nhất vẫn củng cố, luôn củng cố tinh thần anh chị tầm khoảng 7 đến 8 tháng vừa qua. Đó. Càng những nhịp rung lắc hoảng loạn như này, đâu đó anh chị nhặt tương đối là thuận lợi. Đó. Quanh cái vùng 980, quanh vùng 1020, 1030, thậm chí là trong cái nhịp vừa qua, đúng không ạ? Nhịp rung lắc tích lũy sau cái nhịp siết chặt cái biên độ trên một cái đà bật tăng trong ngắn hạn tầm khoảng 2 tháng vừa qua. Đó. Những cái nhịp rung lắc tích lũy trong ngắn hạn này là những cái cơ hội chúng ta gia tăng thêm tỷ trọng, gia tăng thêm tỷ trọng quanh những vùng này. Đó. Như vậy thì xuyên suốt trong vòng 7 đến 8 tháng vừa qua, những nhịp rung lắc hoảng loạn như này chia sẻ anh chị những điểm mua tương đối thuận lợi ở đến thời điểm hiện tại cho vị thế nắm giữ trong chung và dài hạn, đúng không? Đó. Thì vẫn củng cố tinh thần anh chị tầm khoảng 7 đến 8 tháng vừa qua, khi anh chị bắt những điểm mua thuận lợi rồi, làm sao chúng ta thiết lập được những cái vùng quản trị rủi ro tốt trong ngắn hạn rồi, thiết lập được vùng quản trị rủi ro tốt trong trung hạn rồi, thì đâu đó anh chị yên tâm nắm giữ, đúng không ạ? Đến thời điểm hiện tại. Đó. Như vậy thì kịch bản trong chung dài hạn nó vẫn giữ nguyên được vị thế khi cái yếu tố thứ nhất là về diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, đúng không ạ? Như vậy phiên ngày hôm nay, đêm ngày hôm qua thì Dow Jones nó đóng cửa giảm nhẹ 0,22%. Dow Jones tương lai là đang tăng 0,22%. Đó. Rồi Nikkei phiên ngày hôm nay tăng nhẹ là 0,12% sau cái phiên ngày hôm qua nó tăng tương đối mạnh. Đó. Như vậy đại diện cho châu Á thì có Nikkei thì đang trên đà bật tăng trong ngắn trung hạn tương đối tích cực. Đại diện cho châu Âu thì có thị trường chứng khoán Anh nó vẫn đang nhịp hồi phục ở trong ngắn hạn nhẹ. Thì nhịp này phiên ngày hôm nay thì giảm nhẹ 0,25 điểm. Nhưng nhìn vào câu chuyện đối với Dow Jones ở trong chung dài hạn thì vẫn củng cố tinh thần anh chị tầm khoảng 7 tháng vừa qua nó đang trên kênh tích lũy tương đối là ổn. Đó. Đó. Và thậm chí là nhịp này Dow Jones nó đang chạm một cái vùng hỗ trợ Kijun rồi. Đó. Thế là nhịp này lình xình tích lũy trong ngắn hạn thôi. Và yếu tố tác động về trung hạn đối với thị trường VN-Index là chưa lớn, bởi vì thị trường thế giới đang tương đối ổn định ở trong ngắn hạn, tương đối ổn định ở trong trung hạn, đúng không ạ? Dow Jones nó đang trên kênh tích lũy này, rồi thị trường chứng khoán Nhật này, kênh tích lũy tầm khoảng 7 đến 8 tháng vừa qua, thậm chí trên đà bật tăng trong ngắn hạn, tương đối là tốt, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán Anh cũng vậy, trên kênh tích lũy tương đối ổn định. Đó. Như vậy thì về lo ngại Fed tăng lãi suất hoặc lo ngại về suy thoái hoặc lo ngại về ngân hàng phá sản thì vận động các cái chỉ số của những cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới hiện tại nó vẫn đang tương đối ổn định, không có gì là đáng lo ngại. Như vậy thì về bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới hiện tại tác động đến vị thế của VN-Index ở trong chung dài hạn
có đáng lo ngại không? Thì nhất đánh giá là chưa đáng lo ngại. Còn đâu không phải là không đáng lo ngại, nhưng chúng ta vẫn phải diễn biến, nắm bắt cái diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, đúng không? Đó, như vậy thời điểm hiện tại nó đang ổn định, đúng không? Đang ổn định trong kênh trung hạn. Cho nên là cái về cái vị thế mà tác động đến VN-Index xấu ở trong trung hạn, quay đầu giảm điểm mạnh, sập mạnh tiếp là không nhiều, đúng không? Cho nên là Nhất vẫn củng cố tinh thần anh chị xuyên suốt trong vòng 7 đến 8 tháng vừa qua trên đà hồi phục chủ đạo đối với VN-Index tương đối là sáng. Càng những nhịp rung lắc hoảng loạn như này, đâu đó anh chị nhặt nhạnh gia tăng tình trạng giật, thì những cái điểm mua như này anh chị có thể chống đỡ được những nhịp rung lắc của thị trường trong ngắn hạn khi anh chị thiết lập được những vùng quản trị rủi ro tốt rồi, đúng không ạ? Và thậm chí là trong giai đoạn vừa qua, những cái biên độ tích lũy của VN-Index ở trong nhịp này, đó, anh chị lướt lát được bao nhiêu vòng. Cho nên là cái nhịp mà anh chị quản trị rủi ro, những cái vùng anh chị quản trị rủi ro đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Và kể cả kịch bản thị trường có cực kỳ xấu đi chăng nữa, thì ít nhiều anh chị đâu đó là vẫn có được lợi nhuận ở trong trung dài hạn. Đó, lướt lát ở trong ngắn hạn, ăn những nhịp đâu đó tầm khoảng 10-20% trong ngắn hạn, đúng không ạ? Đó, để bổ sung thêm vào những cái lượng đâu đó là tiền để giữ chữ cho việc quản trị rủi ro các cái nhịp sau này, đúng không? Đó, vừa đà đi lên thì Nhất vẫn chia sẻ anh chị những cái điểm chốt lời, tranh thủ chốt lời rồi ở trong ngắn hạn, đó, để tối ưu hóa lợi nhuận ở trong ngắn hạn, đúng không ạ? Đó, danh mục cổ phiếu đã bán trong tháng 6 cũng như danh mục cổ phiếu đang nắm giữ đến ngày 29 tháng 6 đến thời điểm hiện tại và cập nhật đến phiên ngày hôm nay, kết thúc phiên ngày hôm nay anh chị nha. Đó, như vậy thì quay trở lại đối với VN-Index ở trong trung dài hạn, kênh bật tăng của nó, kênh hồi phục có không? Có, tiếp tục kênh hồi phục. Đó, thậm chí là những nhịp rung lắc tận tháng 2, tháng 3, tháng 12, tháng 2, tháng 3, tháng 4 nhịp vừa qua thì vẫn chia sẻ anh chị là cơ hội. Đó, như vậy thì câu chuyện ở đây, những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn nó là cơ hội ở trong trung dài hạn. Đó, giai đoạn vừa qua chia sẻ anh chị câu chuyện này rất nhiều. Đó, những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn là cơ hội trong trung dài hạn, điều chỉnh trong ngắn hạn là cơ hội ở trong trung dài hạn. Trên live stream vẫn chia sẻ anh chị những vùng này là anh chị có thể bắt mạnh dạng bắt mạnh được, thậm chí là quanh cái nhịp này, đó, chia sẻ anh chị trên đà hồi phục này anh chị có thể bắt mạnh được, đó, bắt vùng này anh chị có thể kiểm soát được rủi ro cả trong ngắn hạn cả trong trung hạn. Như vậy trên đà bật tăng này thì nhiều cổ phiếu nó bật tăng được 30-40%, đó, thậm chí là 50-70% trong giai đoạn vừa qua. Thì cái việc mà anh chị xử lý hàng trong ngắn hạn không khó, đúng không? Đó, như vậy thì trong cái nhịp vừa qua thì trên đà bật tăng như này thì Nhất cũng chia sẻ anh chị đâu đó vùng bên dưới này thì Nhất nhặt mạnh, nhưng lên bên trên này nhặt ít và nhặt có sự chọn lọc từ những các cổ phiếu có dòng tiền vào hoặc những cổ phiếu nó quanh nền tích lũy, thì những nhịp rung lắc điều chỉnh như thế này anh chị sẽ tránh được những nhịp rung lắc của thị trường trong ngắn hạn và đủ thời gian để xử lý cơ cấu lượng hàng ở trong ngắn hạn, đúng không ạ? Đó, xuyên suốt thời gian vừa qua thì Nhất nhặt ở trong nhịp này thì nhặt rất rè rặt thôi, nhặt bên dưới thì có thể nhặt mạnh nhưng mà càng lên cao như này mình nhặt rè rặt lại, đúng không, thận trọng lại. Đó, ưu tiên những cổ phiếu nền tích lũy đi lên. Đó, cho nên là trong nhịp này thì trước khi đến với cái vị thế thời điểm hiện tại anh chị nên hành động như thế nào, thì chúng ta đánh giá về cái góc nhìn của VN-Index về cơ hội cũng như là rủi ro thời điểm hiện tại nó diễn biến ra sao anh chị nhé. Như vậy thì trong kênh trung hạn tương đối là ổn, đúng không? Đó, trung dài hạn này tương đối là tích cực rồi, trong trung dài hạn thì tích cực. Đó, còn đâu trên đà bật tăng đi lên chúng ta không thể tránh được những nhịp rung lắc điều chỉnh tương tự như cây nến tháng 2 này của VN-Index, cây nến tháng 12 này, tháng 2 này và tháng 3, tháng 4 nhịp vừa qua nó có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn có thể là lên đến tầm khoảng 100 điểm. Đó, đến thời điểm hiện tại chúng ta xem, phân tích xem là cái nhịp này nó có khả năng chỉnh sâu đến 100 điểm như trong giai đoạn cái nhịp tích lũy xuyên suốt trong vòng 6 đến 7 tháng trước hay không anh chị nha. Như vậy thì nhịp này đối với VN-Index ở trong khung trung hạn này nó đang trên kênh tăng này. Đó, đang trên kênh tăng. Tenkan Gijun là tiếp tục đà bật tăng. Đó, một tuần thời điểm hiện tại mới là những yếu tố chứng lại, một tuần duy gần nhất là đang chứng lại đà tăng thôi. Nó cũng chưa nói lên điều gì là đã bắt đầu chỉnh hay chưa. Đó, đã bắt đầu một nhịp chỉnh lớn hay chưa. Nhất đánh giá này chưa nha anh chị nha, chưa bắt đầu một nhịp chỉnh lớn. Đó, thì nhịp hiện tại thì để mà xác định cái nhịp chỉnh lớn hay không ấy, thì Nhất cần yếu tố xác định tầm khoảng 2 tuần. Đó, 2 tuần có nghĩa là kết thúc tuần này cao nhất là 1140, đúng không? Nếu sang tuần sau là kết thúc dưới 1140,
khi đó chúng ta sẽ đánh giá về cái nguy cơ rủi ro bước vào nhịp chỉnh lớn ở mức cao khi khi nào, khi cái tenkan à cái kijun này nó phẳng ra này. Có nghĩa là nó đang cho thấy một cái vị thế giảm yếu, khi này tenkan kijun nó cách ra xa nhau như này thì lúc đó chúng ta mới đánh giá về nguy cơ một nhịp chỉnh lớn nó có diễn ra hay không. Thì thời điểm hiện tại chúng ta xác định quanh vùng 1140, đúng không ạ? Vậy thì đánh giá về cái cơ hội tuần này và tuần sau VN-Index có vượt được 1140 hay không, đúng không? Thì chúng ta quay trở lại ở khung đồ thị trong ngắn hạn, ngắn hạn. Như vậy thì ngắn trung hạn thì đang trên một kênh bật tăng, vẫn củng cố tinh thần anh chị giai đoạn vừa qua, nhịp rung lắc là có thể nhặt được này. Đó, giai đoạn vừa qua thì đâu đó trên một kênh bật tăng mình mua những cái vùng giá cao như này. Đó, những nhịp mà chỉ số tiệm cận càng đến cái vùng biên bên trên này, đó, càng đến cái vùng cản bên trên này thì mình mua ít đi. Đó, và ưu tiên những nhịp rung lắc như này mua nó sẽ an toàn hơn. Đó, mua sẽ an toàn hơn cái nhịp vừa rồi. Đó, như vậy thì mua những nhịp rung lắc anh chị đủ thời gian để làm sao này, kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Đó, và có tranh thủ cơ cấu lại ở trong ngắn hạn. Đối với lượng hàng mà đâu đó là nhiều những cái điểm mua quanh nhịp này đâu đó nó chưa về đến cái vùng cắt lỗ hoặc thậm chí còn chưa về đến điểm mua. Đó, và có những cổ phiếu mua trong ngắn hạn thì có thể là đâu đó chúng ta vẫn có đủ thời gian để cơ cấu lại những cổ phiếu có lực cầu dòng tiền mặt. Đó, đủ thời gian để xử lý anh chị nhá. Đó, nếu giả sử như kịch bản xấu nó diễn ra. Và nó thời điểm hiện tại kịch bản ở trong ngắn và trung hạn nó xấu hay chưa? Chưa anh chị nhá. Đó, vẫn đang trên kênh bật tăng này anh chị. Đó, những nhịp rung lắc hoảng loạn ở trong ngắn hạn, bi quan chán nản ở trong ngắn hạn là những cái nhịp mà điều chỉnh về vùng cân bằng, là cái vùng tương đối thuận lợi để anh chị nhặt ở trong ngắn hạn. Đó, nhặt ở trong ngắn hạn trong giai đoạn tới. Đó, thì nhịp này thì đối với VN-Index trên kênh bật tăng nó ổn định trên cái vùng kijun sen 17 phiên, có nghĩa là tầm khoảng gần một tháng ấy. Đó, thì đâu đó nó vẫn đang tương đối ổn định cho cái cơ hội là tích lũy trở lại thôi. Nhịp bật tăng tầm khoảng 2 tháng vừa qua thì nhịp này đang trên một cái nhịp bật tăng tương đối là mạnh nhỉ. Đó, 2 tháng vừa qua nhiều cổ phiếu bật tăng được 5-70%. Thì cái nhịp mà áp lực tiết cung cũng như là áp lực chốt lời là hoàn toàn bình thường. Tương tự như trong nhịp này cũng vậy. Đó, chia sẻ anh chị nhịp bật tăng đi lên nó chưa có gì đáng lo ngại. Khi mà cái sự giảm điểm của các nhóm ngành cổ phiếu tương đối là đồng đều, không có cái sự bán tháo từ một trong 1-2 cái nhóm ngành cổ phiếu trụ trong giai đoạn hiện tại. Đó, như vậy thì ngân hàng để mà giảm mạnh nó giảm tầm khoảng 5-10 điểm. Bất động sản cũng vậy, tầm khoảng 5-7 điểm. Đó, cho nên là nhịp này nhận thấy là cái sự giảm điểm đồng đều thôi, thì đánh giá là nó là cái nhịp điều chỉnh thông thường đối với VN-Index ở trong nhịp hiện tại. Đặc biệt là nó vẫn đang trên kênh tăng và có cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn quanh cái vùng 1120-1119, đúng không ạ? 1120-1119. Như vậy thì với cái nhịp tích lũy lại ở trong giai đoạn này thì nhất đánh giá nó mới là những cái nhịp đang cái nhịp tích lũy trở lại quanh những vùng đỉnh trong ngắn hạn thôi. Và nó giữ được trên cái vùng 1120 trong nhịp này thì đâu đó là cơ hội mà lình xình tích lũy trở lại ở trong biên độ này và vẫn có cơ hội sáng, đúng không? Đó, nhưng này chúng ta phải đánh giá cách khách quan ở trong ngắn hạn. Thời điểm hiện tại chúng ta chưa vội đoán đỉnh một cái nhịp chỉnh lớn ở trong ngắn hạn vội, bởi vì nó đang trên kênh bật tăng này. Yếu tố đầu tiên là VN-Index đang trên kênh bật tăng. Yếu tố thứ hai là về vận động của diễn biến thị trường chứng khoán thế giới có đáng lo ngại hay không thì không này. Yếu tố thứ ba là về biến số các nhóm ngành cổ phiếu trụ thời điểm hiện tại, nó là nhịp chỉnh thông thường hay một nhịp bán tháo. Thế rồi thời điểm hiện tại các nhóm ngành cổ phiếu trụ nhất đánh giá là nó là một cái nhịp điều chỉnh thông thường, khi những nhịp điều chỉnh với biên độ giá giảm lớn nhưng áp lực bán ra là không nhiều, là chưa nhiều, thì cái khả năng mà một cái nhịp chỉnh lớn chúng ta chưa thể xác định được trong giai đoạn hiện tại nó có chỉnh lớn hay không thì cần thêm 2 tuần nữa và cần thêm cái vận động của các nhóm ngành cổ phiếu trụ trong giai đoạn tới đã, đúng không? Đó, như nhịp này thì đối với bất động sản, đối với nhóm ngành ngân hàng nó đang trên kênh bật tăng tích cực, cầu vào tầm khoảng tháng rưỡi gần đây là khá tốt. Nhịp này nó tích lũy trở lại, phiên ngày mai nó chạm đến cái vùng biên bên trên nó điều chỉnh trở lại lên trên tích lũy là chuyện bình thường, đúng không? Cầu vào vẫn tương đối tốt và kênh tăng vẫn tương đối tốt. Khi nào mà nó mất những cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn, lúc đó chúng ta mới đánh giá về nguy cơ nhóm ngành ngân hàng bước vào một nhịp chỉnh lớn, bước vào nhịp chỉnh lớn. Như vậy thì tầm khoảng 2-3 phiên nữa thì cái vùng nền tích lũy này quanh cái vùng tầm khoảng 24.000 đối với ban nó vẫn là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh. Như vậy thì cơ hội bật hồi lên có không ạ?
Có anh chị nha. Rồi tiếp đến là nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán tăng mạnh rồi thì nó các nhịp điều chỉnh mạnh đó. Thì giai đoạn này thì Nhất cũng chia sẻ anh chị được các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì Nhất không đánh nhiều ở trong nhịp này nữa, nó đã bán hết 50% tỷ trọng đối với nhóm ngành chứng khoán để chuẩn bị những nhịp bắt mới đối với nhóm ngành chứng khoán, đúng không ạ? Nhịp vừa rồi bán hết này, VND là bán 50% hết rồi đó, vẫn giữ lại 50% để chúng ta lấy vị thế trong trung dài hạn thôi. Còn đâu nhịp này bán hết rồi nha anh chị nha, bán hết 50% này. Đó, VND này chốt lời 16% này, SFI này chốt lời rồi này, đúng không? SHS vừa nhịp vừa rồi vừa chốt đâu đó là khoảng 18% này, đúng không ạ? Đó, SHS vừa chốt 18% này, cũng như là các cổ phiếu khác này, như nhịp vừa rồi là đối với cổ phiếu MBS cũng bán này, bán 50% này. Rồi, cổ phiếu nhịp vừa rồi nhỉ thì có HCM cũng bán 50% này. Đó, bán 50% này. Đúng không ạ? Bán 50% này. Mới bán này, đó. Như vậy thì câu chuyện cũng chia sẻ anh chị nhịp vừa qua rồi. Nhóm ngành chứng khoán nhịp này là nó đạt target ở trong trung hạn, nhiều cổ phiếu đã đạt target trong trung hạn. Thì cái kênh tăng của nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán kênh tăng trong trung dài hạn giữ được không? Vẫn giữ được đó, đầu vào tương đối tốt, cho nên nhịp này nó là nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thôi đó, tăng một nhịp mạnh rồi, cho nên là nhịp này nó cần thêm cái nhịp mà điều chỉnh tích lũy trở lại để thay máu nhà tư trong giai đoạn này thì cái kịch bản đi lên bền vững nó mới sẽ cao hơn đó. Cho nên là trung dài hạn thì Nhất vẫn đánh giá nhóm ngành dịch vụ tài chính là tương đối sáng. Nhịp vừa qua thì phím anh chị rất nhiều ở quanh vùng này, nắm giữ đến thời điểm quanh cái vùng này thì mới chốt 50%, chờ nhịp rung lắc điều chỉnh thì nhặt nhặt nhạnh dần cũng như làm vòng mới. Nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán nhịp vừa qua thì lướt bao nhiêu vòng rồi? Đó đó, bán này mua này, bán này mua này, bán này mua này, bán này mua này, mới bán quanh cái vùng này đó. Như vậy câu chuyện để nói lên là cái kênh bật tăng của nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán là rất tốt, cầu vào rất tốt trong trung dài hạn, nhịp này là nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn sau những cái đà bật tăng tương đối mạnh, đúng không ạ? Đó, áp lực bán trong ngắn hạn là lớn nhưng mà đây chưa phải là những cái phiên phân phối, đây mới là cái nhịp tích lũy trở lại thôi. Bởi vì giai đoạn vừa qua thì nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán Nhất chia sẻ anh chị rồi, nó khi nó tiệm cận đến cái vùng biên cản phía bên trên thì nhịp này rất dễ nhịp rung lắc tích lũy trở lại, kiên nhẫn chờ đợi những cái điểm mua tiếp theo để lướt trong ngắn hạn đó. Như vậy câu chuyện ở đây là về nhóm ngành trụ thứ hai mang tính tín hiệu của thị trường thì đâu đó vẫn đang tương đối ổn định trong kênh tăng trong trung dài hạn, nhịp này mới là nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thôi đó. Thậm chí là đối với nhóm ngành dịch vụ tài chính chứng khoán trên nhịp điều chỉnh này Nhất thấy là cơ hội để gia tăng tiếp theo và đánh những vòng mới trong ngắn hạn, còn đâu cơ hội trong trung dài hạn là vẫn sáng, vẫn củng cố tinh thần trị giai đoạn vừa qua, đúng không? Đó, làm sao mình vẫn nắm giữ lượng hàng để lấy vị thế trong trung dài hạn để đánh hết sóng, vẫn tranh thủ lướt lát tầm khoảng 10 đến 15 20% ở trong ngắn hạn đó, đúng không ạ? Rồi tiếp đến là nhóm ngành trụ thứ ba là nhóm ngành bất động sản, cầu vào là rất tốt trong vòng tầm khoảng 3 tháng gần đây. Thì nhịp này phiên ngày hôm qua hôm kia cũng như là cách đây tầm khoảng 4 5 phiên thì nó đang chạm một cái vùng cản trong ngắn hạn đó, nó đang tích lũy trở lại. Nhịp này thì Nhất vẫn đánh giá là nhóm ngành bất động sản là tích lũy trở lại thôi đó, nhiều cổ phiếu nhóm ngành bất động sản cầu vào rất tốt rồi đó. Đó là nhịp vừa qua nhiều cổ phiếu tăng cũng tương đối mạnh, nhiều như DIG đã tăng được 70-80% rồi, đúng không? Cũng như là một số cổ phiếu chúng ta bắt đầu bắt đáy ở trong giai đoạn vừa qua này. SCR rồi C2I này và một số các cổ phiếu khác thì nhịp này nó đang tích lũy trở lại. Đó, đang tích lũy trở lại thì cái cơ hội trong trung dài hạn là tương đối sáng, nhưng mà cái nhịp mà ở trong ngắn hạn nhịp này nó đang tích lũy trở lại, cho nên là khả năng nhóm ngành bất động sản nó sẽ tác động tương đối xấu đối với VN-Index ở trong nhịp ngắn hạn trong giai đoạn này. Nhưng để mà câu chuyện nói bất động sản xấu hay chưa thì chưa anh chị nhá, nhịp này tích lũy thì Nhất đánh giá mang tính chất tích cực rồi, và trong giai đoạn tới bất động sản trên nhịp điều chỉnh như này sẽ có nhiều điểm mua trong giai đoạn tới nha anh chị nhá. Một lát nữa thì sau khi là kết thúc cái phần phân tích thì Nhất sẽ chia sẻ anh chị một số các cổ phiếu tiềm năng ở những nhịp chỉnh này, trong đó cũng có một số cổ phiếu bất động sản ở trong giai đoạn này anh chị nhá. Đó, cái nhịp vừa qua thì cũng có một số cổ phiếu bất động sản ở trong nhịp này đâu đó là cần cơ cấu lại ở trong nhịp này thôi đó, cần cơ cấu lại ở trong nhịp này, một số cổ phiếu bất động sản nó nhặt sau ấy đó, có thể là tối ưu hóa lợi nhuận ở trong ngắn hạn hoặc cơ cấu lại cái lượng hàng ở trong ngắn hạn thôi anh chị nhá. Như vậy thì nhịp này thì đối với nhóm ngành bất động sản thì Nhất đánh giá thì
khả năng nó chỉnh chỉnh tầm khoảng 1 đến 2 phiên, nó hồi phục lịch trình tích lũy trong nhịp này thôi, có nghĩa là chỉnh, nó chỉnh không sâu. Nhịp trước cũng vậy, chia sẻ anh chị nhịp này chỉnh về đây là đâu, nó bắt đầu bắt rất nhiều bất động sản ở đây này. Ở đây thì có bất động sản bắt rất nhiều cổ phiếu bất động sản trong nhịp này, cho nên trong nhịp này với nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn là cơ hội của bất động sản trong giai đoạn tới anh chị nhá. Đó, rồi dầu khí có đáng lo ngại hay không thì trong nhịp này nhất đánh giá là đối với dầu khí nó vẫn đang tích lũy tương đối tích cực, hỗ trợ bên dưới là tương đối mạnh. Đó. À, đối với nhóm ngành dịch vụ tài, đối với nhóm ngành dầu khí thì trong giai đoạn này nó cũng có sự phân hóa này nha, có sự phân hóa. Với nhịp điều chỉnh tích lũy trong giai đoạn này thì cổ phiếu dầu khí là cổ phiếu tương đối tiềm năng. Đó, tăng so với thị trường thì chưa tăng nhiều, nhưng chỉnh thì lại chỉnh theo thị trường, mà đó là cái cơ hội. Một số cổ phiếu thì lát nữa nhất sẽ phân tích và chia sẻ anh chị những cái cơ hội của nhóm ngành dầu khí anh chị nhé. Đó, như vậy thì điều chỉnh trong ngắn hạn thôi, hỗ trợ gần nhất là quanh cái vùng này đó. Đúng không? Cho nên là thậm chí dầu khí ở trong phiên ngày hôm nay thì nó vẫn tương đối là khỏe. Đúng không? Nhóm dầu khí phiên ngày hôm nay chỉnh cũng không chỉnh nhiều. Đó, chỉnh cũng không chỉnh nhiều. Đó, PVS này chỉnh có 2 line thôi. Đúng không? PVD chỉnh có 1 line thôi này. Đúng không? PLX rồi BSR chỉnh có 1 line này. Nhịp sập tận 13 điểm. Đâu đó đáng ra là nhóm ngành dầu khí là bị bán mạnh. Nhưng nó có câu chuyện về kỳ vọng dự án lô B ô môn trong giai đoạn tới, cho nên là nhiều cổ phiếu đã đang trên nền tích lũy lực cầu và tương đối tốt đó. Cho nên nhịp này thì mang tính chất là đâu đó là chưa chắc dầu khí đã chỉnh mạnh đâu đó, mà đâu chỉnh mạnh về đây thì quá ngon đó, lấy giả sử như vậy đó. Như vậy thì nhóm ngành tiếp theo là nhóm ngành thép cũng vậy, cầu vào đang tương đối tốt, phiên ngày hôm nay áp lực bán trong ngắn hạn đó, áp lực chốt lời là điều đâu đó là cũng không có gì bất ngờ, bởi vì nhịp vừa qua là đối với nhóm ngành thép này bật tăng tương đối mạnh. Đến nhịp này thì nhất cũng chưa bán cổ phiếu thép nào, vẫn nắm giữ đủ 100%. Và chúng ta chưa vội đoán đỉnh vội, nếu khi nó có nhịp chỉnh trong ngắn hạn sẽ đủ thời gian để bán được cổ phiếu thép. Đó. Hàng trung hạn thì giữ được gần 90%, hàng ngắn hạn cũng được tầm khoảng 20%, HPG là mua gia tăng thêm 21 này, vẫn đang nắm giữ, đúng không? Đó. Rất nhiều cổ phiếu trong nhịp này thép thì vẫn củng cố tinh thần chị giữ thật chặt đối với các cái cổ phiếu mà anh chị mua được điểm mua tốt rồi, thiết lập được vùng quản trị rủi ro tốt trong ngắn hạn rồi. Nhịp này có chỉnh thì nó chỉnh trong ngắn hạn thôi. Đó. Chưa chắc nó đã chỉnh sâu để anh chị mua, và thậm chí là tiếp tục đà đi lên nó cũng có khả năng. Đó. Đó, nên lại cầu vào tương đối tốt thì lên giữ thêm. Đó. Có chốt trong ngắn hạn thì trong giai đoạn tới này, nó sẽ có những nhịp hồi phục lên để anh chị mua, để anh chị bán, cơ cấu lại trong ngắn hạn. Tối ưu hóa một phần trong ngắn hạn để chỉnh, nếu giả sử kịch bản lình xình rung lắc chỉnh về đây chúng ta lại cover lại. Đúng không ạ? Đó. Nên thời điểm hiện tại thì trong ngắn hạn, nhịp ngắn hạn thì nhất đâu đó cũng được tầm khoảng 20% đối với HPG, Nam Kim cũng vậy. Mua điểm mua này, thời điểm hiện tại được 15-20% rồi. Hôm nay điều chỉnh về quanh vùng hỗ trợ. Thì để mà có những cái điểm bán trong ngắn hạn cứ bình tĩnh, nó sẽ có những nhịp hồi phục để anh chị bán cơ cấu trong ngắn hạn. Đó, mình bán chậm một chút nhưng cái khả năng mình bán đúng đỉnh ngắn hạn nó cao hơn. Đúng không ạ? Đó. Cho nên là trong giai đoạn tới những cổ phiếu nào chưa tối ưu hóa lợi nhuận được thì mình sẽ tối ưu hóa lợi nhuận. Không kỳ vọng là bán đúng đỉnh, nhưng kỳ vọng bán vùng đỉnh trong ngắn hạn cũng được rồi. Để đâu đó là chúng ta tranh lướt lát, tranh thủ, nếu giả sử như đây là đỉnh trong ngắn hạn thì đâu đó chúng ta sẽ về đây mua lại. Đó. Về đây mua lại, làm vòng mới, đúng không? Đánh vòng này tầm khoảng 20% về đây, đâu đó lại làm vòng mới trên kênh bật tăng. Như vậy thì kênh bật tăng nó vẫn đang tiếp diễn. Đó. Như vậy đối với thép nó mới là những cái nhịp chứng lại đà tăng thôi. Chúng ta chưa nói đến cái việc mà thép nó có cái nguy cơ điều chỉnh mạnh ở trong ngắn và trung hạn vội. Cầu vào vẫn đang tương đối tốt. Đúng không ạ? Đó, cho nên là quay trở lại đối với VinDex ở trong nhịp này. Đó. Thì cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn này chúng ta đánh giá là khách quan mà đánh giá là các nhóm ngành cổ phiếu trụ nó vẫn đang vận động tương đối tốt. Có rung lắc nhịp điều chỉnh là nhịp điều chỉnh cần thiết ở trong ngắn hạn sau nhịp bật tăng mạnh thôi. Và cái áp lực bán đối với các nhóm ngành thời điểm hiện tại là không nhiều, đúng không ạ? Không có sự bán hoảng loạn các cái nhóm ngành nào. Đó, cho nên là khả năng là sẽ lình xình rung lắc tích lũy ở trong cái nhịp này. Đó. Có vùng hỗ trợ quanh vùng 1120. Đó. Và anh chị lưu ý này, với cái kịch bản ngắn hạn nếu nó có rủi ro thì kênh bật tăng trong trung dài hạn vẫn là tương đối đẹp anh nhá. Đó là cơ hội tương đối thuận lợi ở trong trung dài hạn quanh cái vùng nền bên dưới này. Đó, mà câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau tầm khoảng 2 tuần nữa, nếu không vượt được 1140 lúc đó chúng ta mới đánh giá về cái nguy cơ có một nhịp điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn. Đó, còn nơi thời điểm hiện tại chưa anh chị nhá. Đó, bình tĩnh,
cơ cấu lượng hàng trong ngắn hạn mới nhặt, đó, mới nhặt. Còn đâu lượng hàng trong trung dài hạn anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Đó. Như vậy thì trung dài hạn xấu lắm thì nó về đây, lại là những cái điểm đâu đó là mua, đâu đó đẹp ở trong trung dài hạn. Nhưng mà kịch bản này thời điểm hiện tại thì chưa cho thấy dấu vết nào nó về đây cả. Cho nên là kịch bản này chúng ta tạm thời loại loại bỏ ra đây. Chúng ta trước mắt là khi nó trên nhịp giảm như này, điều chỉnh như này, chưa vội đoán đoán đáy bộ, chưa vội đoán đáy trong ngắn hạn bộ. Cái điều quan trọng nhất là bảo toàn vốn và chuẩn bị vị thế mua trong giai đoạn tới anh nhá. Cái ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn lượng hàng trong ngắn hạn và tối ưu hóa lợi nhuận ở trong ngắn hạn. Còn đâu vị thế trong trung dài hạn, kể cả những cái nhịp sập ở trong giai đoạn này, đúng không? 120 điểm, 100 điểm, đúng không? Thậm chí là nhịp vừa qua này, họ nhất vẫn củng cố tinh thần anh chị. Đó. Những nhịp sập trong ngắn hạn, mình cơ cấu lại lượng hàng trong ngắn hạn một phần tỷ trọng thôi. Còn đâu là cái lượng hàng trong trung dài hạn anh chị vẫn lên nắm giữ, bởi vì nhiều cổ phiếu nhận được điểm mua này nó có về lại. Khi mà thị trường quay lại về đây là nó có về lại đây đâu. Đó. Ví dụ như một số cổ phiếu trong nhịp này như HSG chẳng hạn. Đó, chính là mua cái điểm này này. Nó tiếp tục nó ở bên trên này này. Đó. Rồi HPG cũng vậy. Đó, nó chính là cái điểm sập này này. Đó, là quanh cái vùng VN-Index 980 ấy. Đó, nó trình nhịp này. Đó, anh chị thấy này, nó quanh vùng này. Đó, VN-Index sập về đây nó đang nằm ở trên đây rồi. Đó. Rồi các cổ phiếu nhịp trước cũng vậy, DIG các thứ là bắt ở đây này. Đó. Đúng không ạ? Thị trường VN-Index sập về đây thì DG nó vẫn đang nằm trên đây đó, cho nên là anh chị vẫn nắm giữ được lấy vị thế ở trong trung dài hạn anh chị nhá, đó, để chuẩn bị những nhịp đánh mới đó, chưa vội đoán đoán đáy vội. Nhưng ở đây anh chị có thể lưu ý này đó, với kịch bản điều chỉnh ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ về đâu, nó có cơ hội bật hồi trở lại để anh chị cơ cấu đó. Thì ngày mai này đó, ngày mai nó có cái vùng hỗ trợ 1120, 1119 như Nhất vừa chia sẻ đó, nó có cái vùng hỗ trợ ở trong ngắn hạn. Thì trước khi cái nhịp giảm ít nhiều nó sẽ có nhịp rung lắc tích lũy ở đây để cho anh chị đâu đó là cơ cấu lại lượng hàng trong ngắn hạn và chuẩn bị những cái nhịp mua trong thời gian tới. Và trong những cái nhịp điều chỉnh thời điểm hiện tại về quanh tầm khoảng 1120 đến quanh cái vùng 1100 gì đó để Nhất xem. Đó, quanh cái vùng 1100. Nhất vẫn đánh giá là cái vùng mà chúng ta sẽ chuẩn bị vị thế. Cái nhịp này kịch bản xấu nhất nó sẽ tích lũy ở quanh nhịp này, bởi vì cái kijun phẳng trong giai đoạn vừa qua này, cái kijun phẳng ở đây này nó chưa về, nó chưa lấp, đó, nó chưa về đến cái vùng kijun phẳng quanh cái vùng 1100, đó, nó chỉ về đâu đó tầm khoảng 1103, 1104 thôi, đó, 1094, cho nên là khả năng nó có thể là rung lắc tích lũy ở trong nhịp này, thì tranh thủ những nhịp giai đoạn điều chỉnh trong giai đoạn tới, cổ phiếu tiềm năng lực cầu vào tốt mình sẽ canh nhặt dần đó. Đó, đánh vòng mới trong ngắn hạn đó, anh chị nhá. Cho nên là phiên ngày mai Nhất đánh giá là khả năng nó có thể là rung lắc theo cái đà quán tính nhịp giảm trong phiên ngày nay, áp lực bán cũng nhà tư hoảng loạn trong cuối phiên cũng tương đối lớn đó, cho nên là nó điều chỉnh quanh cái đường màu vàng này, đó là cái vùng mà trung bình của 65 nến gần nhất đó. Trong giai đoạn vừa qua cũng vậy đó, nó cứ điều chỉnh về quanh vùng này thì Nhất chia sẻ anh chị nhá. Nhưng nhịp này đâu đó là nó đang tích lũy lại đỉnh này, cho nên là cái vùng mà quanh tầm khoảng 1120 ấy, nó cũng là cái vùng hỗ trợ nhưng nó không mạnh bằng những nhịp nó đang đi lên trên này, nó chỉnh phát rằng nó về đó, chỉnh phát rằng nó đi lên đó. Thì trong giai đoạn tới thì chúng ta sẽ lưu ý đối với VN-Index ở quanh cái vùng 1120 anh chị nhá. Đó, thì Nhất đánh giá là với cái nhịp mà chỉnh trong đầu phiên ngày mai ấy, thì khả năng nó sẽ có những nhịp hồi phục lên, ít thì cũng phải quanh tầm khoảng 1127, 1130 đó. Đó, trước khi những cái nhịp mà nó đi ngang tích lũy ở trong nhịp này đó. Trước khi đi ngang tích lũy ở trong nhịp này đó. Có sập thì sập đâu đó sập tuần tuần sau đó. Chưa sập ngay tuần này, có khi là nó phải vào khoảng đâu đó là vào, nếu mà tính là nến này thì nếu giả sử như có rủi ro chỉnh mạnh thì nó sẽ có tầm khoảng 2 4 6 8 10 12 14 16. Như vậy thì vào thứ sáu này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư. Như vậy thì nếu có xấu thì nó xấu vào thứ tư, chứ là nó chưa xấu ngay thời điểm hiện tại đâu anh chị. Nó sẽ có cái nhịp hồi lên đó, điều chỉnh về quanh cái tầm khoảng 1121 nó sẽ có nhịp hồi lên nhé nhá. Nhất đánh giá là vẫn là cái cơ hội
Đó, giai đoạn vừa qua thì Nhất cũng không có mua mua bán gì nhiều ở quanh cái vùng vùng đỉnh này, cho nên là những lượng hàng trong ngắn hạn này, giả sử mình có kẹt ở trong ngắn hạn thì vẫn đủ thời gian để xử lý được hàng trong ngắn hạn anh nhá. Ok, như vậy thì Nhất vừa chia sẻ anh chị về góc nhìn cũng như là vị thế hành động ở trong giai đoạn hiện tại, cả về trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, để anh chị có thêm những góc nhìn cơ cấu những cổ phiếu yếu kém và vẫn giữ những cổ phiếu mạnh nhé. Bởi vì thời điểm hiện tại chúng ta chưa biết được là nó bước vào cái nhịp chỉnh mạnh hay là mới là cái nhịp tích lũy lại ở trong ngắn hạn thôi. Nhất đánh giá là khách quan đánh giá thì nó đánh giá nó đang cái nhịp tích lũy lại thôi. Đó, vùng hỗ trợ gần nhất là vùng 1119, 1120. Đó, lình xình rung lắc trên cái vùng này. Đó, nếu mà có mất vùng 1120 thì khả năng nó phải vào tầm khoảng thứ ba thứ tư. Đó. Ok anh chị nhé. Rồi ok, như vậy thì về diễn biến của VN-Index là như vậy. Thì trong những cái giai đoạn mà thị trường đi ngang tích lũy sideways xuyên suốt trong vòng 7 đến 8 tháng vừa qua thì dòng tiền nó phân hóa cũng như là luân chuyển vào từng nhóm ngành, từng từng cổ phiếu ở chu kỳ nó khác nhau. Cho nên là bài toán trên nhịp điều chỉnh này, anh chị sẽ nhặt nhóm ngành nào và cổ phiếu nào là yếu tố quan trọng và là yếu tố quản trị rủi ro trong ngắn hạn. Nghe nhịp nhá. Đó. Như vậy thì các cái room khuyến nghị của Nhất cũng như là anh em trong team đều vùng mua vùng bán đều chia sẻ anh chị ở trên trên cái room khuyến nghị. Đó, từng điểm mua thì đều có những cái vùng cắt lỗ chốt lời một cách cụ thể cho anh chị với cái tỷ lệ risk reward, tỷ lệ lời trên lỗ. Anh chị có thể là đồng hành với anh em để xác định những điểm mua và thiết lập vùng quản trị rủi ro trong giai đoạn tới thuận lợi nhất anh chị nhé. Welcome anh chị về với team nhé. Anh chị có thể là đăng ký bằng cách là liên hệ với Nhất qua số điện thoại bên dưới hoặc là đăng ký vào cái đường link bên dưới cái phần mô tả và top chat anh chị nhé, để đồng hành cùng anh em trong team trong giai đoạn tới. Rồi, vậy trên nhịp điều chỉnh này thì Nhất trong cái video này thì Nhất sẽ chia sẻ anh chị một số các cái cổ phiếu mạnh đối với từng nhóm ngành ở trong giai đoạn này để anh chị tham khảo chuẩn bị những vị thế mua trong giai đoạn tới anh chị nhé, trên nhịp điều chỉnh này. Ok, anh chị theo dõi livestream thì nhớ giúp em Nhất một like và thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới phần bình luận, cũng như là thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới phần top chat anh chị nhé. Đó, thì để khích lệ tinh thần em Nhất cũng như là ủng hộ cho kênh xuyên suốt trong thời gian vừa qua, hỗ trợ anh chị ở trên kênh YouTube này. Đó, cho nên là với cái tâm thế cho đi và anh em hỗ trợ anh chị hoàn toàn miễn phí ở trên kênh này, cũng như chia sẻ anh chị những thông tin, nếu anh chị thấy cái sự nhiệt tình, anh chị nhớ dành cho em Nhất 2 giây để like và thả tim ở bên dưới, khích lệ tinh thần anh em trên kênh cũng như là giúp cho Nhất anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị đã like và bình luận anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Rồi, trong nhịp này thì Nhất có điểm ra một số các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thì vừa chia sẻ anh chị rồi, cầu vào đối bất động sản là khá tốt này nha. Ở đây là nhịp rung lắc điều chỉnh này, trung bình giá của 3 tháng rưỡi gần nhất của nhiều cổ phiếu nó sẽ có điểm mua tương đối thuận lợi mà anh chị chuẩn bị vị thế trong giai đoạn tới. À, ví dụ như cổ phiếu SEO này, nhịp này thị trường đang chỉnh và đang trên điều chỉnh nhưng áp lực bán ra là không nhiều. Đó, cho thấy là đang có một cái nhịp đâu đó là nhà đầu tư bán tháo bất chấp ở trong nhịp này, sợ thị trường chỉnh. Thì anh chị nhập càng sớm càng tốt nhỉ nhá. Trong giai đoạn này thì Nhất đánh giá sell với cái nhịp mà bi quan chán nản thì giá nào cũng có thể diễn ra, cho nên là Nhất đánh giá anh chị có thể nhập bắt đầu từ quanh cái vùng 24.5, nhập về quanh vùng giá 23.5 đúng không ạ? Đó, với cái nhịp bi quan này mình nhập chắc chắn hơn một chút. À, đó là những cái vùng đâu đó là trung bình giá tầm khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất. Đó, cho nên anh chị có thể bắt đầu nhập 24.5, nhập 50% về lại quanh tầm khoảng 23.5, nhập nốt. Nhịp vừa qua thì Nhất vừa cơ cấu sell ở quanh cái nhịp này đó, đó cơ cấu sell này. Đó, bởi vì này, đối với cổ phiếu sell thì phí anh chị cái nhịp vừa qua là rất nhiều rồi, đó lướt được sell mấy vòng rồi, đó nhặt sell ở đây vẫn chủ đạo nắm giữ đúng không ạ? Nhịp vừa rồi lướt sell được 1-2 vòng quanh vùng này, nhưng nhịp vừa qua thì bắt hơi sớm ở quanh nhịp này. Đó, như vậy cái nhịp hồi phục này lên thì cơ cấu lại ở đây với cổ phiếu sell. Các bạn cơ cấu lại đâu đó chỉ đâu đó âm 0,5% thôi, chấp nhận được, bán những cái vùng giá cao để mình về đến cái vùng giá thấp mình mua lại đúng không ạ, để tránh những cái nhịp rủi ro trong ngắn hạn đúng không ạ. Cho nên là sell Nhất đánh giá là một cổ phiếu tương đối tiềm năng, cho thấy là sau cái nhịp kết thúc cái xu hướng giảm này, đó, biên độ tăng giá tốt, lực cầu vào khá tốt và thậm chí nhịp rung lắc điều chỉnh thời điểm hiện tại thì sell áp lực bán ra là không nhiều. Đó, cho thấy là cái dấu vết của những dòng tiền lớn bán ra là không nhiều và những nhịp rung lắc điều chỉnh này, đó, càng ngày càng cạn cung
đâu đó là quanh cái vùng tầm khoảng 23.5 đến vùng 24.5 là cái vùng khả năng đó, sẽ không có áp lực bán gì nhiều nữa. Đó, cho nên là anh chị nếu mà để mà chủ động ở trong nhịp này nhặt luôn thì nhất có thể xác định ở vùng 23.5. Đó, còn đâu bị động thì có thể là bắt đầu từ 24.4 bởi vì chúng ta còn bám sát theo cái diễn biến của thị trường chung nữa anh chị nhá. Rồi, cổ phiếu thứ hai là HQC. Nhịp vừa rồi anh chị rất khó để mua HQC. Nhịp vừa qua thì phím anh chị HQC mua quanh vùng này thôi. Đó. Và đầu nhịp lên lên trên này nó thấy nó lỏng lẻo quá không mua được, nhưng trong một cái nhịp mà tích lũy như này nó điều chỉnh về quanh tầm khoảng 4.1, 4.2 anh chị có thể nhặt được. Đó. Nó liên quan đến cái nhóm cổ phiếu mà phát triển nhà ở xã hội thì HQC này, giai đoạn vừa qua cầu vào khá là tốt, những nhịp rung lắc hoảng loạn như này anh chị may ra mới có cái vùng giá trung bình của 3 tháng rưỡi gần nhất là quanh tầm khoảng 4.1, 4.2 anh chị nhá. Cho nên là trên nhịp điều chỉnh này áp lực bán ra không nhiều, anh chị có thể nhặt dần quanh tầm khoảng 4.1, 4.2. Đó. Như vậy thì đang trong nhịp hoảng loạn thì giá nào cũng có, mình đặt tiêu chí nó cao hơn một chút ở phía bên dưới, đúng không? Và nhịp này thì có thể mạnh dạn nhặt được, ít nhiều anh chị có thể lướt được một nhịp trong ngắn hạn với kịch bản VN-Index đi ngang tích lũy, đi ngang tích lũy mình lướt tầm khoảng 5-10% có được không? Được anh chị nhá. Đó. Rồi banh thì anh chị đánh gì? Banh thì anh chị đánh MSB giúp nhất. Đó. Rất ít những cái cổ phiếu mà nó còn nền tích lũy quanh đáy mà chưa chạy đối với cổ phiếu banh. Nhiều cổ phiếu banh nó đang ở đây hết rồi, trung bình giá của 1 năm đến 2 năm gần nhất hết rồi, và thậm chí có cổ phiếu banh nó đang nằm trên đây rồi. Mà để mà lựa chọn những cổ phiếu mà nó còn nền tích lũy đáy không nhiều. Đó. Trên MSB là cái cổ phiếu còn nền tích lũy quanh đáy, và thậm chí là cái lực cầu cũng như là dòng tiền lớn vào trong vòng 1 tháng gần đây là khá tốt, thì anh chị nhặt quanh cái vùng trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 3 tháng rưỡi gần nhất nhất đánh giá. Đây là một cổ phiếu có thể phòng thủ được, vừa phòng thủ vừa bắt ở quanh nền. Đó. Khi thị trường ổn định trở lại thì cổ phiếu này nó có cơ hội bật tăng mạnh hơn so với các nhóm ngành, so với các cổ phiếu khác. Về quanh nền tích lũy. Ở đây là 12.5, nhịp này anh chị bắt 12.5. Đó, 12.5. Đó, xấu nhất thì nó về tầm khoảng 12.3 thôi, cộng trừ tầm khoảng 2 giá vẫn có thể kiểm soát rủi ro được. Anh chị nhá. Rồi, một nhóm ngành nữa là nhóm ngành hóa chất, đúng không? Nhịp vừa qua là phím anh em là cũng tương đối nhiều DCM quanh cái nhịp này. Đó. Chỉ có nhịp thị trường rung lắc như này, những cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất mới có giá tốt để anh chị mua. Đúng không? Đó, thì anh chị có thể mua trung bình giá của nhà đầu tư 3 tháng rưỡi gần nhất quanh vùng 25.2 đến vùng 25.5. Nhà mình nhặt cao hơn một chút đi. Đôi khi mình chờ về 25.2 nó không về. Cầu vào tương đối tốt rồi. Room khuyến nghị của Nhất vẫn đang nắm giữ anh chị. Đó. Nhịp vừa rồi Nhất nhặt những cái cổ phiếu toàn nền tích lũy thôi, cho nên là nhịp rung lắc thị trường như này thậm chí cổ phiếu nó còn đi ngược thị trường. Đúng không? Đi ngược thị trường. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn, anh chị thấy này. Hôm nay thị trường đỏ lửa Hoàng Anh Gia Lai bật tăng này. Đó. Thậm chí là cách đây tầm khoảng 4 đến 5 phiên thì phím anh chị là anh nhiều anh chị là hỏi về mua cổ phiếu nắm giữ trong chung dài hạn, có gợi ý cho anh chị cổ phiếu Hoàng Gia Lai nhặt luôn 7.9. Như vậy từ nền tích lũy thì cái khả năng kịch bản mà chỉnh sâu hơn nữa bởi những nhịp rung lắc của thị trường trong ngắn hạn thì Nhất đánh giá là không nhiều, và thậm chí nó có cơ hội đi ngược thị trường. Đó. Vinamilk cũng vậy, đúng không? Room khuyến nghị mới khuyến nghị mua tầm khoảng 66.8-67. DCM cũng vậy, nhịp vừa qua đi ngược thị trường. DGC nhịp vừa qua cũng vậy, đi ngược thị trường luôn. Đó. Nên nhịp này DCM nha anh chị nha, là cổ phiếu bắt đầu có sự thay đổi về xu hướng ở trong ngắn hạn cho cơ hội tạo đáy đối với DCM. Trên nhịp rung lắc hoảng loạn chán nản ở trong ngắn hạn anh chị có thể canh nhặt được. Làm 25.5, 25.5 đúng không ạ? Nhịp vừa qua cũng phím anh chị rồi. Cái nhịp này điều chỉnh anh chị nhặt được, thậm chí làm những cái video chia sẻ anh chị mua DCM quanh vùng 25. Đúng không ạ? Thì nhịp này nó chỉnh thì anh chị lại có thể nhặt được. Cầu vào khá tốt rồi. Cổ phiếu tiếp theo là DGC. Đó. Có giá 58.5 thì quá tuyệt vời. Đó. Nhịp vừa qua thì đâu đó lực cầu dòng tiền vào khá tốt và cơ hội thay đổi về xu hướng ở quanh đáy là đang tương đối ổn rồi. Tích lũy đáy một nhịp cạn cung rồi. Cầu vào tiếp tục đà bật tăng. Cho nên đây là một cổ phiếu rất tiềm năng, vừa phòng thủ. Đó. Cũng như là tiềm năng nắm giữ trong chung dài hạn trong giai đoạn tới. Nhìn nhá. DGC 58.5. 58.559 nhé. Anh chị có thể nhặt ở 59 được. 59 đi, 58. Đúng rồi, tầm khoảng 59 đi. Về 58.5 đấy nhá.
Bình tĩnh thôi, kiên nhẫn anh chị nha. Trên nhịp điều chỉnh thì anh chị cứ bình tĩnh. Nó còn lình xình rung lắc tích lũy còn chán, đôi khi nó lắc một nhịp cái là về có giá ngay anh chị nha. Rồi, về nhóm ngành chứng khoán đúng không? Chứng khoán thì có này, cho anh chị cổ phiếu này, nhịp vừa qua thì rất nhiều anh chị hỏi VND này, nhất mới mới bán ở quanh cái vùng 19 cộng trừ quanh nhịp này, chưa quay trở lại. Bởi vì cái nhịp vừa qua phím anh em rất nhiều VND 14.5 này, 15 này. Đó, nắm giữ lên đây vừa chốt VND 16%. Cũng như là chốt SHS ở quanh vùng này 18% xong thì chưa nhặt lại, bởi cái biên biên của nó đang hơi hơi thấp. Cản của nó bên trên này nhất là chưa đánh lại, trừ khi nhịp chỉnh đâu đó bắt đầu là cover trở lại. Đó, hàng trăm trung hạn thì vẫn nắm giữ đúng không ạ? Đó, VND này. Nhịp vừa qua VND vẫn nắm giữ hàng trong trung dài hạn quanh vùng này và lướt được mấy vòng rồi, lên lên 16 bán này, về 13 mua này, 16 bán 50% này, về 13 mua này, 15 bán này, 13 mua này, 16 bán này, 14 mua này. Đó, 19 bán này, đúng không ạ? Như vậy nhịp này thì lướt được một nhịp là 20%, 20%, 10%, đó, 5% này. Đó, nhịp này thì ăn 16% này, đúng không ạ? Đó, tranh thủ lướt lát trong ngắn hạn. Nhưng mà làm sao anh chị vẫn giữ được cái lượng hàng trong trung hạn ít nhất là 50% này nhá. Để làm sao anh chị lấy được vị thế ở trong trung dài hạn. Đó. Và đôi khi anh chị có những cái lượng hàng ở trong trong trung hạn anh chị rất dễ để lướt trong T0, T cộng cũng được. Đó. Cho nên là anh chị nào mà chưa không có thời gian bám sát thị trường nhé, đây cũng là một cái room đâu đó là quản lý danh mục cho anh chị trong trung dài hạn tương đối thuận lợi. Đó, không có thời gian bám sát thị trường, vừa nắm giữ trong trung dài hạn anh chị vừa lướt cả trong ngắn hạn nữa, thì đây là một cái room tương đối hữu ích đối với anh chị nhà đầu tư bận rộn không có thời gian bám sát vào diễn biến thị trường, đặc biệt là anh chị nhà đầu tư vẫn vướng phải tâm lý gồng lỗ và chốt lời lon, thì đây cũng là cái room tương đối hữu ích giúp anh chị đâu đó có thêm góc nhìn khách quan, và đặc biệt là nhà đầu tư mới anh chị nhé. Đó, nên là nếu như chị quen biết những ai như vậy thì có thể là kết nối giúp em Nhất anh chị nhé. Hiện tại thì em Nhất đang hỗ trợ ở công ty chứng khoán VBS. Đó, thì nếu anh chị nào chưa có tài khoản thì mở 3 đến 5 phút là có thể mở được tài khoản ở trên app điện thoại rồi, không cần phải ký hợp đồng giấy. Anh chị nào có tài khoản rồi thì có thể là thao tác trên app VBS này, điền giúp em Nhất mã B592 này, tích vào đây, ấn xác nhận, liên hệ với Nhất qua số điện thoại này để Nhất add anh chị vào room khuyến nghị mua bán và đồng hành với Nhất và anh em trong team trong thời gian tới anh chị nhé. Đó, tất cả những cái điểm mua điểm bán cắt lỗ chốt lời báo anh chị một cách rõ ràng cụ thể trên này, và cập nhật danh mục cho anh chị nắm giữ một cách rõ ràng này. Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ này, cắt lỗ chốt lời bao nhiêu này, danh mục cổ phiếu đã bán trong tháng có những cổ phiếu nào. Đó, rõ ràng và cụ thể anh chị nhé. Đó, hy vọng là anh em có cơ hội đồng hành với anh chị trong giai đoạn tới. Đó, cũng như là cơ cấu lại những cổ phiếu yếu kém trong ngắn hạn này, ví dụ nhịp vừa rồi là mua PVD là hơi cao này, bán cơ cấu lại thì đâu đó là phiên 26, có phải cách đây mấy phiên rồi, PVS cũng vậy, bán hòa đã đó, để tránh nhịp thị trường đâu đó rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn này nhá. Ok, hy vọng là Nhất và anh em trong team có cơ hội đồng hành cùng anh chị trong giai đoạn tới, cũng như là giúp anh chị trong giai đoạn tới, đúng không ạ? Đó, welcome anh chị về với team nhé, để đâu đó là lựa chọn những cái nhịp mua cho anh chị là thuận lợi và kiểm soát rủi ro tốt. Đó, cái room này thì tiêu chí của nó đúng sai không quan trọng, nhưng quan trọng nhất là khi anh chị đúng phải kiếm được nhiều nhất, sai hạn chế rủi ro, tránh thiệt hại lớn. Đó, và thậm chí là giúp anh chị lướt lát trong ngắn hạn để đâu đó là tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn và trung hạn với lãi suất kép tương đối là tuyệt vời anh chị nhá. Đó, hy vọng là anh chị lên trải nghiệm 1 tháng 2 tháng thôi anh chị nhá, để đồng hành cùng anh em trong team trong giai đoạn tới anh chị nhá. Rồi VND nhá anh chị nhá. VND nhịp này thì nếu giả sử thị trường chỉnh trong ngắn hạn mà không chỉnh sâu ấy, thì Nhất đánh giá VND nó chỉ về đến quanh tầm khoảng 18 thôi. À, nhặt từ 18 về quanh tầm khoảng 10-17.5 anh chị nha. 17.5 là đẹp nhất. Nhưng mà Nhất đánh giá là với cái nhịp chỉnh của thị trường nó không lớn thì VND chưa chắc nó đã về đến 17.5 ngay. Đó, thì đâu đó có thể lướt thì nhặt trước ở tầm khoảng 18. Đó, sau đó về 17.5 cộng trừ tầm khoảng 5 lai thì nhặt lốt. Anh chị nha. Đó, 17.5 là khá đẹp đối với VND anh chị nhé. Cầu vào khá tốt rồi, kênh tăng thì vẫn đang tương đối ổn. Thì cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất, anh chị mạnh dạn nhặt được. Ít nhiều anh chị có thể là có cơ hội ăn 5-10%, thậm chí là có thể cầm luôn trong trung dài hạn quanh vùng giá này. Đó. Trong giai đoạn vừa qua thì Nhất đều chia sẻ anh chị những điểm mua quanh những đường trung bình giá của 3 tháng rưỡi gần nhất. Đó, nhịp này cũng vậy, về đến đường trung bình của 3 tháng rưỡi gần nhất là cái đường màu vàng Kijun 65 phiên. Đó, về nhịp này cũng vậy, bắt lại 13 này. Đó, nhịp vừa rồi cũng vậy, bắt quanh vùng 13.6 này. Và nhịp vừa rồi cũng vậy, bắt quanh cái vùng 14.5, quanh cái vùng này. Đó,
Thì nhịp tới cũng vậy nhé, anh chị bắt quanh 17.5 là cái vùng trung bình giá nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất. Đó, để ít nhiều thì chúng ta bắt một nhịp hồi 5-10% gì đó. Và nếu kịch bản thị trường đồng thuận thì đây là cái nhịp đâu đó là điểm mua trong trung dài hạn tiếp theo đối với VND nha anh chị nha. Nhóm nhịp này của HCM, HTCM thì hơi sâu, nhịp này thì chưa vội nhá, HCM 26.5 nhưng mà chưa chắc nó đã về ngay đâu anh chị nha. 26.5 thì cứ xác định như vậy. Rồi, một cổ phiếu nữa của nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công anh chị, nhịp này anh chị lưu ý cho nhất là cổ phiếu HBC. Phím anh em ở trên livestream thì bắt nhịp quanh 8.5, 8.6 rồi. Thì nhịp này nó có động lực dòng tiền vào tốt rồi, là yếu tố tích cực rồi. Đó. Nó cho thấy dấu vết dòng tiền vào và thay vào đó thông tin tốt ở trong giai đoạn này thì khả năng HBC khi thị trường ổn định trở lại, cái HBC tiếp tục có lực cầu vào. Thì trong nhịp này anh chị có thể nhặt HBC 9.6, nhặt quanh về 9.3 là trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 tháng rưỡi gần nhất anh chị nhá. Đó, cứ mạnh dạn nhặt những cổ phiếu có tiền vào như này thì đâu đó nó sẽ chống đỡ được những nhịp rung lắc của thị trường trong ngắn hạn. Anh chị nhá. Mạnh dạn nhặt 9.6 về 9.3 anh chị nhá. Đó. Về 9.6, 9.3 khả năng nhất sẽ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư nhặt. Cho nên là cứ chia sẻ anh chị trước. Ở trên này thì anh chị chủ động. Đó. Rồi. Đối với đầu tư công thì có VCG nha anh chị nha. VCG phím anh chị nhịp vừa qua là rất nhiều trong nhịp này rồi. Và room khuyến nghị của nhất vẫn đang nắm giữ thì chưa bán cổ nào anh chị nha. VCG cũng như là KSB này cũng vậy, chưa bán cổ nào. BCC cũng chưa bán cổ nào anh chị nha. Thậm chí nhịp vừa rồi gia tăng thêm. Bởi vì giá mình mua thuận lợi rồi, cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn với những cái cổ phiếu mà dòng tiền vào tốt như này, chưa chắc nó đã chỉnh sâu đâu, nó chỉ chỉnh tầm khoảng 5-7% thôi. Mà điểm mua, cái giá của mình mua thuận lợi rồi, một là có thể là canh những nhịp hồi phục lên thì cơ cấu tranh thủ chốt ở trong ngắn hạn thì về đây mua lại. Đó, 20.5 là vùng hỗ trợ thì cũng chưa phải là mạnh lắm. Giai đoạn tới thì mua đẹp nhất đối với VCG là phải quanh tầm khoảng 19.5 đó. Nhưng nhịp này thì nhất đánh giá là nếu giả sử như nó hồi về đây, nhất sẽ bán cơ cấu lại 50%, 21.5 gì đó về đây này, canh về tầm khoảng 20.4 đến vùng 19.4 là mua lại, cộng trừ tầm khoảng một giá. Nhanh nhá. Cầu vào là tốt rồi, kênh tăng thì đang tương đối tốt rồi. Thông tin đâu đó được tham gia cái gói thầu sân bay Long Thành như VCG rồi HBC rồi. Đó. Cho nên là đây cũng là một cổ phiếu là có thể phòng thủ được trong cái nhịp tới anh chị nhá. Đặc biệt là quanh cái vùng 19.5. Và còn rất nhiều các cổ phiếu khác. Hôm nay thì nhất không có mua gì nhiều, mua mỗi LMH thôi. Và phím anh chị ở trên livestream đầu phiên sáng này đúng không ạ? Phím anh chị này, phiên sáng này livestream này, phím anh chị nhặt 3.9 này, nhặt luôn. Đó, cuối phiên là 4.2 thì tăng được 3 like. Đó, 3-4 like gì đó. Cũng là nhặt đâu đó được 5% ấy đúng không? Với cái cổ phiếu mà thanh khoản nó bé, thấp như này thì đâu đó là 3 like nó cũng đâu đó vào tầm khoảng 5% đến 7%. Đó, như vậy những cái cổ phiếu mà có tiền vào quanh đáy này, vào tốt rồi cho nên nhịp rung lắc điều chỉnh trong ngắn hạn là có thể nhặt được. Tương tự như HBC này, một là có khả năng chống đỡ được thị trường trong ngắn hạn, nhịp chỉnh trong ngắn hạn, nhịp rung lắc trong ngắn hạn. Hai là kịch bản có thể đi ngược thị trường, đúng không ạ? Đó, nhịp vừa qua thì chia sẻ anh chị rất nhiều các cổ phiếu tương tự như vậy, khả năng đi ngược thị trường này. Đó, DCM này, VHC này, đúng không ạ? Đó, nhịp rung lắc, nhịp nó đi ngược thị trường luôn. Đó, nhịp này cầu vào tốt này, chỉnh không chỉnh nhiều, cho nên là nó cũng là những cái cổ phiếu có thể phòng thủ được. Đúng không ạ? Vừa phòng thủ, đâu đó là thị trường mà tích cực đi lên thì cầu nó khả năng vào tiếp vẫn tốt này nha. Ok, như vậy thì nhất cũng vừa chia sẻ anh chị những cái về góc nhìn thị trường trong ngắn trung hạn trong giai đoạn tới, cơ hội cũng như là rủi ro như thế nào đó, để anh chị có thể là nắm bắt một cách khách quan nhất về diễn biến thị trường đó, tránh đâu đó là bị mất hàng này, đâu đó tránh nguy cơ rủi ro trong ngắn hạn này đó. Hy vọng là nhất và anh em trong team có cơ hội đồng hành với anh chị trong giai đoạn tới. Anh chị nào đăng ký tham gia room khuyến nghị có thể liên hệ với nhất qua số điện thoại bên dưới nhé, hoặc là cái đường link bên dưới phần top chat. Ok, cuối cùng thì anh chị nào theo dõi livestream thì nhớ theo dõi video, nhớ like và thả giúp em nhất một quả tim ở bên dưới nếu thấy cái video này hữu ích anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm và nghe, và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video sau. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.